Và một cái thực trạng rất nhiều bạn du học sinh hiện tại á, rất là dễ bị người khác dụ mình để mà mình lâm vô con đường là lưu trú bất hợp pháp. Chị ơi, bây giờ em muốn đi du học Hàn Quốc nhưng mà em không muốn học tiếng ở Việt Nam trước mà em muốn qua bên Hàn Quốc rồi mới học tiếng. Điều đó ok không ạ? Cái điều mà em vừa nói thì nó sẽ phù hợp với visa D4, tức là mình sang bên đó mình học tiếng, sau đó thì mình lên hệ cao đẳng đại học mình học luôn. Nhưng mà chị muốn cân nhắc với em một điều, mục đích của em cho việc đi du học Hàn Quốc đi để học đúng không? Qua một đất nước hoàn toàn khác lạ so với Việt Nam thì ít nhất em nên biết tiếng Hàn, nếu mà em không biết một chữ bẻ đôi luôn. Rồi em sang bên đó em đi như thế nào, em lạc đường hỏi ai, cuộc sống của em nó sẽ khá vất vả. Và một cái thực trạng mà chị đã từng thấy của rất nhiều bạn du học sinh hiện tại á, rất là dễ bị người khác gọi là dụ mình để mà mình lâm vô con đường là lưu trú bất hợp pháp. Thời gian đầu thì nó vất vả lắm, tại vì em cũng xa nhà, xong em lại không biết tiếng, không ai nâng đỡ hết, và em rất dễ bị rời bỏ cái chương trình đầu tiên em học. Theo kinh nghiệm của chị thì chị khuyên em vẫn sẽ học tiếng Hàn dù em chọn D4 hay D2, ít nhất là em phải có giao tiếp cơ bản và biết đọc biết viết nha. Còn nếu không thì nó rất là vất vả, nó không có màu hồng như mình tưởng tượng đâu.